Hello, Greg. Sau một bát cơm thì sẽ đến một bát khác. Như vậy là vừa thắng được kèo ép đời luôn thì gặp ngay kèo quả kèo là Greg AC anh em ạ. Greg AC rồi. Ok, Greg AC được chứ có gì đâu mà gớm. Thắng ngay trận là phải cho người ta có chạm chứ. 6 voi à? À, 6 voi trận trước chứ. Cảm ơn Sác Huy Duy đã gửi tặng 10 sao nhá. Đấy, nhân tiện nhắc đến giải ép đời thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến anh Phan Tuyến đã tài trợ cho giải ép đời của chúng ta là 10 triệu đồng. Đấy, và cộng với các anh em khác đã tài trợ bao gồm có Sác Huy Duy đây này. Sác Huy Duy đang tặng sao là tài trợ cho giải đấu là 10 triệu đồng anh em ơi. Cảm ơn anh SK Béo tài trợ cho giải đấu chúng ta là 200k. Anh Quang Phong tài trợ 150k. Anh Phạm Thanh An tài trợ 500k. Anh Văn Đoàn tài trợ 500k. Anh Nguyễn Chí Thanh tài trợ 500k. Anh Đinh Xuân Canh tài trợ 1M. Và cả anh Phan Tuyến nữa cũng tài trợ 1M, rất tuyệt vời. Và cổng donate của giải đấu năm nay thì hiện tại cũng đạt được con số đó là 1.166.000. Không biết con số này em đã để chuẩn chưa, bởi vì là em vừa đổi cái phần mềm livestream. Tí nữa phải check lại cả, sai con số này là cũng nguy hiểm phết. Nên là check lại cho nó chuẩn con số này anh em nhé. Con số donate trong cái giải đấu này sẽ được public lên đây. Đấy, sau giải thì chúng ta sẽ tổng kết và chia cho các game thủ, các giải thưởng, thêm cho các giải thưởng cũng như là sẽ cho công tác tổ chức bình luận giải đấu nữa anh em ơi. Đấy, thì nó mới được bền, đúng không ạ? Chào sếp anh Tú nhá. Anh Tú đây có phải là người em Giáp anh Tú không nhỉ? À, chắc không phải. Xin chào anh Nguyễn Thanh Hải. À, ép đời 1M anh em ơi, ép đời 1M. Ép đời là 1 triệu đồng nhá, giải ép đời. Nhưng mà biết đâu vài vòng nữa là anh em lại donate thêm cho cũng nên, chứ biết đâu được. Nhưng em thấy 1M là cũng lớn lắm rồi đấy. Một giải ép đời mà đã được 1M rồi là đẳng cấp rồi. Đẳng cấp anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu này. À đúng rồi, em Giáp Anh Tú à. À thế thì anh lại cứ tưởng là ai khác. Nhưng hôm nay trước cái Giáp Tú cơ mà bây giờ đổi thành Anh Tú rồi à. Chào anh Đoàn Xuân Cương. 8 phút 36 anh em ơi. Ok, xin chào người em của anh đó là Dương Tiền Hải nhá. Hôm nay anh lại vừa đấm idol tattoo hôm qua. Vừa đấm cho idol tattoo thì Dương Tiến Hải có sợ chưa? Trận này Greg AC anh em ạ, khả năng là phải để cho game thủ Vũ Xuân Hoàng có chạm đấu đầu tiên thôi, rút ngắn tỷ số. Đây sẽ là cơ hội rất lớn dành cho game thủ Vũ Xuân Hoàng. Nhưng mà bài Greg cũng đẹp đấy chứ nhỉ, quả phụ ngay gần quả chính. Được được được, bài này thì vẫn là ok nhá. Em check lại cái tiếng game, tiếng mic một lần nữa xem nào. Nãy anh em bảo tiếng game hơi bé. Ừ, tiếng game hơi bé thật anh em ạ. Chắc là ông Phùng Đức Duy ông ấy để tiếng game bé chứ không phải do em đâu. Em để là mắc cái đấy. Nên anh em chịu khó nghe tiếng game bé tí nhá. Chứ chắc là Phùng Đức Duy đánh thì để tiếng game bé bé để còn nói chuyện với cả những người xung quanh nữa. Bật tiếng mic to mà tiếng game bé thế. Chào anh Nhật Linh nhá. Gặp em là không chữa lành được à? Cứ sẵn sàng đi, hôm nào anh em rảnh lại múc nhau. Chủ tịch Cường vận động idol lui hỏi Tú đánh lại đây. Ok anh ơi, hôm trước em vừa mới động viên idol mà cảm giác idol cảm giác tinh thần hơi kém, động viên mãi mà idol không không chịu quay lại. Được rồi, để giải sau nhé anh ơi, giải sau thì sẽ cố gắng vâng động viên idol. Ao làng cũng đang trong cái giai đoạn tái thiết lại anh ạ, lấy lại những gì đã mất. Nên là hy vọng anh em ủng hộ trong cái quá trình này nhá anh em nhá, bằng những lượt like đây này, follow fanpage cũng như chia sẻ cho thầy đi. Trận này muốn xem Greg dâng lên công phu à? Có luôn, dâng đây. Đúng không? Đúng rồi. Đi dâng hai dân này đây anh em ơi. Phát hiện ra nhà đối phương ở góc 12 giờ và dâng hai dân lên cực kỳ sớm này cho Phùng Đức Duy. Trận này kích đời vẫn sớm nhá, được. BA hay là BL? BL không phải BA. Xin thì không biết là sẽ đánh cung hay đánh chém đây.
Nhưng mà nhìn thấy dâng này thì khả năng AC sẽ phải cân nhắc. Em nghĩ là sẽ đánh chém thời điểm đầu thủ phù, sau đó chuyển cung đời sau thì nó mới là chuẩn. Tốt nhất là vậy, chứ không nên là không nên đánh chém ta à, đánh cung thẳng anh em ạ, cung thẳng này quá nguy hiểm. Cuối 10 không sớm. Không sớm nhưng mà đây một tình huống dâng thì không biết để xem là Phùng Đức Duy có thể làm ăn được gì hay không. Tú đang xây biệt thự to nhất nhì Thái Nguyên à? Ái là ghê quá nhỉ. Thế thì ghê quá. Ok, hello anh em nhé, anh em nhớ ủng hộ anh em ơi. Thì mới có thể và có thể ok được anh em ạ. Có thể có được nhiều kèo đấu gửi đến cho mọi người. Mọi người có thể comment chấm than notify để nhận thông báo livestream nhá. Mỗi khi có những kèo đấu của giải đấu chúng ta phát live. Thêm một A nữa không? Để ôm bãi vàng. À trận này AC đánh thẳng cung mà. Nhưng mà có thủ phù không nhỉ? Nếu họ có thủ phù thì phải ôm bãi vàng của họ đi. Đúng rồi, có một A luôn anh em ạ. Bắn bo nhỏ, không ôm được vàng thì bắn bo nhỏ cũng được. Đây có vàng, có vàng, có vàng. Như vậy là cung thủ phù cực kỳ chắc chắn đến từ game thủ Vũ Xuân Hoàng. Anh cũng đang quyết tâm để có cho mình được trận thắng đầu tiên trong cái cặp đấu ngày hôm nay. Đang đóng P rồi kìa, đang đóng P. Lên đời có vẻ là cũng bằng 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 nhau tí. Ngang nhau đấy. Bây giờ thì bên kia đóng P, bên này thì xin chém và xin T ra để múc. Ôm bom là phải ôm rát vào, chứ không ôm rát là trận này là căng đấy. Grack thì nói chung là không có vẹo gì đâu. AC chỉ cần thủ được tân đầu thôi là tươi, có thể win. Về đóng rồi, được gũ rồi. Có bo được kịp cái chỗ này không? Bây giờ con phù đầu mà đen là cũng nhức đầu phết đây này. Bởi vì cái bãi vàng bị công, bãi gỗ bị công. Công rát phết anh em ạ. Bánh xe có luôn và vơ lên là bụt vụt. Ui rồi ôi, như vậy mất con chém đầu rồi. Ăn được khớ khớ dân nhưng mà mất con chém đầu. Cái tên phù đầu nó rất quan trọng. Liệu rằng đây có phải bước ngoặt của trận đấu không? Đang ngon thì bị phù mất một con chém rồi anh em ơi. Công thêm một P nữa. Đúng rồi, ôm bom thì là một L, một A, một P là chuẩn bài rồi. Những mấu chốt đó là cái con phù này phải làm như nào đây. Khi mà có lẽ là game thủ Vũ Xuân Hoàng anh đã bo không? Anh mang phù ra. Tưởng anh bo luôn vào chỗ bãi vàng thì bãi vàng này sẽ bất tử luôn. Nhưng mà anh lại mang ra à? Để xem cái tình huống mang ra này thì có ổn hay không. Đó, T thả bãi ruộng rồi. T thả bãi ruộng hợp lý. Bãi vàng này thì tạm thời cho họ ăn đã. Và con phù này có thể đập chéo được này không? Vậy là giật lại thì không sao. Và con phù này chính là con phù bất tử ở trong truyền thuyết đây. Đứng trong này nó phù thì khả năng được nhiều chém phết. Nhưng mà Phùng Đức Duy cũng rất tỉnh, đó là không công vào cái khu vực bãi vàng nữa. Mà anh sẽ công bãi thịt, phải bãi gỗ. Kệ bãi vàng, cho ăn vàng thoải mái đi. Chứ thực ra là muốn công làm những mà không công được thôi, chứ không phải là không muốn công đâu. Để họ ăn vàng họ ra P đều là cũng nhức đấy. Thằng lùi lại vẻ e nhưng mà vẻ e hở rồi kìa, vẫn còn nhiều phù đấy, đừng lao chém vào, cẩn thận. Ôm bom giáp thật anh em ạ. Phùng Đức Duy đánh ôm bom giáp nhỉ. Ông này đánh rất khỏe đấy anh em ơi. Hôm nay lên live là hợp lý luôn. Để xem anh múa mà có khả năng chúng ta có tìm thêm được cho mình được một ứng cử viên nữa cho chức vô địch không. Thế đánh khỏe quá. Ôm bom hay. Đánh phát triển tốt. Chuẩn bài. Ép đời thì quá đẳng cấp rồi. Con hàng này đánh được đấy. Gõ một luôn dành cho Acidian. Vãi nhờ. Trận này thắng được ạ. Và nên nhớ đây là nhánh thắng anh em ơi.